Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay cũng là đã gần giữa tháng 9 âm lịch rồi. Tức là cũng đã đến mùa thu rồi. Đấy, nhà cháu tiến hành là cắt cái cây xanh này. Xanh này năm vừa rồi nó rễ nó buông xuống dưới nó lên tốt quá, cũng không chăm được, buông nó lên tốt quá, chăm không chăm. Đấy, giờ cháu sẽ quay cận cảnh nhá để mọi người xem. Đấy. Cái gốc rất khủng nha. Đấy. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Đấy là bệ gốc nha. Wow. Đấy. Cũng không làm được cho nên là nó cũng hơi ấy. Nếu bây giờ hôm nay là cuối năm rồi cho nên là vào cái thời tiết này là cắt không sợ cháy nhá, rất là đẹp. Còn cành cây đấy. Thì nữa em cắt xong thì các bác theo dõi thì có gì đóng góp gì thì cho em comment đóng góp ý kiến ở dưới nhá. Em cũng không chuyên đâu cho nên là cũng chơi tập làm và chơi thôi. Tập làm và chơi thôi. Thì cơ bản là chúng ta dám chơi và dám làm. Rất yêu cây. Như vì cũng công việc bận bịu cho nên là không chăm sóc được. Công việc nhiều cho nên không chăm sóc được cho nên là cây nó cũng không được ok lắm. Đó, giờ em sẽ tiến hành cắt cây. Đẹp chưa? Qua nhìn cây hoa giấy em đẹp chưa? Đấy, kia là núi nhá, rừng núi nhá. Đồ nghề cắt cây của nhà cháu này, đây nhá, đồ nghề cắt cây nhà cháu này, cưa, hai loại cưa, kéo, găng tay, đó, rất là tuyệt vời. Trời nắng rồi. Một cái nóng mà. Rồi chỉ cắt cắt phá ra để vào lại nhé.
đây nhá. Đó, đây nha các bạn xem này. Hả, nó ăn sóng nào? Sao sóng Yên Bài? À, đẹp chưa? Đấy, mọi người nhìn nhá. Wow. Đó. Bể này đây nha các bạn nha. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Mẹ con chứ ai. Ủa che mất rồi. Thôi 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 thế thôi. Ai.
Cả nhà nhìn cái cụ này thấy ok không? Đây, mình giới thiệu cái đang nuôi cái tay ngọn này. Đấy, thân vệ đó. Thân vệ đấy nha. Quay sát thân vệ nha. Rồi, cho cả nhà xem này đấy. Thân vệ phê không? Tuyệt vời luôn nhá. Tuyệt vời luôn, cây này nhất luôn. Cây này không biết là bao nhiêu tiền thôi. Cây đẹp quá, tuyệt vời chưa? Quay gốc, quay ghiếc, cứ là không có. Rồi. Thưa các bác, là em là 85 cân nhé. Rồi em trèo lên bởi vì là không lên được ở bên kia. Bây giờ em phải trèo lên đây để đứng em cắt nhé. Các bác xem nhé. Cây nó hút động cây như thế. Chưa? Đấy chưa? Các bác thấy đẳng cấp chưa? Đấy. Đấy. Cây đẳng cấp chưa? Quá đẳng cấp luôn. Đó. Ô, quay xa đi. Ô, cứ đưa dựng máy đấy, hất lên một con gì xa thế. Mặt.
Lan ơi. Dạ. Ra chụp cho bố kiểu. Lan ơi. Dạ. Chụp cho kiểu. Đây được con tí. Kệ bọn nó gom được trong nhà. Chân vào. Quay toàn cảnh không, đi gần 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 lại để bố nói vài câu ấy, xong là dừng quay lại để chụp cho mấy kiểu. Toàn cảnh từ gốc lên đến ngọn đỉnh đầu nữa. Xin giới thiệu bác, cái cây này của em là bây giờ em đang nuôi, cái cành này là làm ngọn nhá. Đang nuôi này là ngọn nhá. Em đang nuôi. Đấy. Mọi người thấy chưa? Cây khủng không? Em nặng 85 cân mà em đứng lên được này, trèo lên để cắt này. Đấy. Sang năm nữa thì không thể trèo lên vì nó sẽ dày răm ra thì sẽ không trèo nữa. Quá đẹp. Quá đẹp chưa? Đấy. Dừng lên lại chụp một kiểu đi. Cả nhà thấy chưa? Thấy nó đẹp chưa? Nay mà cây này mà vào tay các nghệ nhân mà chăm sóc hàng ngày, tưới tắm phân thuốc được cho nó thì sau khoảng 5 năm nữa rồi đẹp. Em sẽ trèo lên cho các bác xem ở trên nhé. Em trèo lên quay ở trên cho bác xem. Cái gì? Nè. Có gì? Thấy không? Cái gì không? Thấy không? Đấy, phân họ. Đấy. Đẹp không? Các bác thấy sợ không? Quá tuyệt vời luôn. Các bác xem này, cắt này là ok chưa? Đấy, cái bệ gốc nhà em đây, bệ gốc rồi nhá. Đấy, lên một nhánh này, sang lên nữa nhánh nữa là hai nhánh nhá. Tuyệt vời. Em cảm ơn các bác nhé, đã xem nhá. Các bác mà cảm thấy yêu thích vì các kênh video của em thì vui lòng bấm vào đăng ký kênh để theo dõi em thường xuyên up các cái video về cây và hoa. Bác nào có ý tưởng gì hay hay ủng hộ em thì comment ở bên dưới và hướng dẫn em cách để làm cho nó đẹp nhá. Xin cảm ơn các bác, chúc các bác một ngày gặp nhiều may mắn.